các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của cô Út Củ Chi nha. À, bữa nay là 28 Tết ngày thứ bảy, thì mấy chị em mình lại ra cái khu của Grand Century Mall ở Bắc Cali nha. Bữa nay vui lắm các bạn ơi, người ta đông đúc rồi đốt pháo rồi có hội chợ nữa, rồi để mình dẫn các bạn đi vòng vòng ở đây coi nha, rồi có bánh bài đủ thứ hết trơn á, rồi các bạn đi theo mình coi nha. Thank you.
trong tiếng nắng bên trong ánh mùa sang, gió mai mềm man trên đó môi hồng, người em yêu tìm đâu trong cuộc sống. Đúng vẫn tung tăng bay là đà, mặt trời ngay bên nhà soi thiết tha, ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Đừng sống ngay xinh lặng gió heo may, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ngay xinh dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sông muôn hương. Ngày gió hay cuốn tình lá rơi, và nắng hay chiêu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát từ nhật dân trên, dù hôn ta say trong biển khơi. La 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 la. La 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 gió mai mênh man trên đó môi hồng, người em yêu tìm đâu trong tuyệt sâu. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mặt trời mây buồn nghe trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Đừng xuống ngay xin lặng gió. Chị lấy mấy quá, lấy bốn bó, bốn bó ha. Đây, lấy đi, lấy bốn bó. Rồi lấy đi, rồi rồi rồi.
Vậy để bố cái mâm ở đây các bạn ơi, mình mới chạy qua bên cái khu Lion Plaza coi có cái gì đặc biệt không, nhưng mà không có gì hết, người ta chỉ bán trái cây thôi. Bây giờ mình đi coi trái cây nha. Nó mễ, mẫn cầu mễ, mẫn cầu này cũng mễ là mấy đồng phao, 7 đồng, 6 đồng phao. Mẫn cầu này là bưởi. Bưởi này 8 đồng phao ha. Vậy qua đây cái chơi lớn kìa. Không, cái chơi này 6 chỗ. Được, không có nhảy. Đẹp ơi. Chị ơi, giờ tới lại nè. Lại kia là nghỉ tụi em nè. Cho em tới bông. Lan này chậu nhiêu vậy? Nhiêu gì? Dạ. Lan nhỏ nè. 15 đồng, 15 đồng. Ờ, cái nhỏ 15, cái lớn. Em nói là lấy commission luôn giùm cho nè. Ờ, không phải bán hả? Cái này 35 hai chậu một tiếng. Ờ. 38 hai chậu màu vàng. 25 hai chậu màu trắng. Ok. Rồi.
Rồi bây giờ lấy cái này tính tiền cái này đi. Mở lấy tính luôn. Cái đẹp trai đâu rồi? Mà chính mua gì? Lan nè. Lan này 2 chậu 35 đồng nha. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi, thì nãy giờ mình đã ở bên Grand Century Mall đó. Thì đi vòng vòng bên đó rồi. Thì mình mới qua trong cái khu Lion Plaza thì bên này nó cũng không có nhộn nhịp bằng bên kia. Rồi giờ trời cũng tối rồi, thôi mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn cái video kế tiếp nha. Chúc các bạn và gia đình được bình an, sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng gặp may mắn nha. Rồi hẹn các bạn cái video kế tiếp. Rồi nếu mà các bạn mà thấy thích thì bấm giùm cái like với lại subscribe, rồi share cái video giùm mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye. Thôi không biết, còn quay không biết.